bản hồ sơ này. Cái tiện lợi ở đây là sử dụng tiếng Việt và nó có thể chạy được hai video trên một lúc này, rất là tiện lợi. Mình hướng dẫn cho các bạn, giúp các bạn tải dễ hơn, mất công các bạn vào Google tìm kiếm rất là phức tạp. Còn các bạn muốn tải, mình sẽ để đường link ở dưới video để các bạn tải nhé. Rồi chúng ta bắt đầu tải nhé. Chúng ta sẽ vào YouTube, tức là gõ từ hát win quy tôn huy đây, rồi tìm kiếm đây của anh Huy Tôn Huy, chúng ta sẽ ấn vô nó, chúng ta vuốt 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 đây, cái video phổ biến chúng ta sẽ bấm vô đây. Rồi đây hướng dẫn tổng hợp các hiệu ứng trong game maker, chúng ta sẽ ấn vô đây đây này. Các bạn sẽ ấn cái mũi tên xuống góc bên tay phải đây, cái link đầu tiên 123 link VIP chúng ta sẽ ấn vô. Rồi chúng ta chọn cho room, mình sẽ làm từ từ cho các bạn để cho các bạn dễ tải nha. À, quên, trước khi tải như này chúng ta phải xóa cái Inometer cũ đi. Đây chúng ta xóa cái màu đỏ đi. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ vào ba chấm. Trên góc màn hình có ba chấm, chúng ta sẽ bấm vào đây. Trong trang web máy tính cho nó dễ tải hơn. Đấy. Nó sẽ nổi như thế này. Rồi các bạn sẽ ấn vô đây, tôi không phải là người máy, ấn vô đây nhé, tôi phải người máy. Tiếp tục bấm to continue, chúng ta đợi 10 giây, 6 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta ấn tiếp tục, nó sẽ chuyển một trang như thế này. Ở đây là nó có hai cái, một bên màu đỏ và một bên màu xanh. Chúng ta sẽ ấn vào cái tiệp đầu tiên. Rồi chúng ta bấm tải xuống. Tiếp tục quẩn tải xuống. Đây. Tiếp tục tải xuống. Mình sẽ hướng dẫn từ từ cho các bạn giải tải. Rồi sau khi tải xuống xong, các bạn sẽ mở lên. Đấy nó sẽ nổi như thế này. Mình bấm vô cài đặt. Đấy nó đang chạy nha các bạn. Thì cái ứng dụng này nó có nhiều chức năng hơn là nó chạy được hai cái màn hình, hai cái video cùng một lúc, rất là tiện. Rồi xong rồi ta sẽ mở đây, chúng ta đã tải được rồi đấy các bạn, chúng ta thoát ra coi. Đây chúng ta đã tải về, chúng ta thử nha. Rồi chúng ta bấm OK. Đây, bấm chữ ăn chấm. Đây, chúng ta thử cho nó có chạy được hai cái màn hình, hai cái video
trên màn hình cùng một lúc không nhé. Bấm phương tiện. Đây, mình thử. Mình sẽ chọn một video này đi. Chúng ta sẽ chọn tiếp một video, đó là dùng mình rửa phần lớn. Chọn tiếp một video. Mình sẽ tìm một video nào đó. Đây. Đây, chọn một video này thử. Chúng ta thu nhỏ lại. Ví dụ như bạn muốn quay phim hay gì, bạn thu nhỏ để góc màn hình nó rất là tiện lợi nhé. Rồi, chúng ta sẽ bấm giúp tiếp. Xong chúng ta chạy thử nhé. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Xin chào tất cả các bạn.